Thì ra bác sĩ Phương là người vậy hả? Thì ra giám đốc là người gì hả? Vậy bây giờ em tắm trước hay anh tắm trước? Nè, có phải là em vừa yêu cầu đi hẹn hò? Dạ. Mày đưa Hoài Phương vừa ước mơ có tiền, lập tức có đại gia tới làm mạng liền, đinh thiệt á. À Phương, em cho anh một con số bất kỳ đi, để ngày mai anh đánh xỉu chủ để anh đổi đời. Bớt xàm đi cha nội, ăn đi. Vậy tính ra tình hình bây giờ em có vẻ có giá ha. Nhưng mà em không có thích. Giám đốc Liêm á, có vợ có con rồi, vừa mới ly dị, chị mà dính thính ổng hả, kiểu gì cũng bị scandal trong bệnh viện cho coi. Ủa sao lại không thích? Nè, Hoài Phương nhà ta nè, xinh đẹp có không? Có. Năng lực có không? Có. Phương, cái em cần bây giờ là địa vị xã hội. Giám đốc là một cơ hội đó. Vậy hả? Vậy có nên nâng cao địa vị xã hội không ta? Chị? Cái gì? Hỏi cứ chị mộng mơ. Chạy gì nữa, vô đi. Anh hẹn em đi ăn tối mà, tại sao lại ở đây? Bình thường mà. Em tưởng ăn tối là phải ở nhà hàng bên dưới, tại sao lại đi lên trên này? Thì ở đây có đầy đủ đồ ăn nước uống, cần gì thì gọi thêm. Với lại không gian yên tĩnh, không có ai làm phiền mình. Em còn muốn gì nữa? Lịch sự, tôn trọng. Thì ra bác sĩ Phương là người vậy hả? Thì ra giám đốc là người gì hả? Vậy bây giờ em tắm trước hay anh tắm trước? Em đúng là cô gái thông minh đó. Trời ơi, mày tạt nước vô mặt ông thật luôn hả? Đúng rồi, tao còn định giết ổng luôn á. Nghĩ tao là hạng con gái nào mà dám dở trò. Nhưng mà chắc là ổng không đuổi tao đâu ha. Dù sao tao cũng là ngôi sao quảng cáo chứ bộ. Ừ, đúng rồi, mày là ngôi sao quảng cáo. Nhưng ổng là giám đốc bệnh viện ấy.
chết tao rồi. Vậy bây giờ tao phải đi học làm sao đây? Mày muốn sao nữa? Tốt nhất nha, mày nhìn thẳng vào mặt ông ấy, thể hiện. Rồi, tỏ khuôn mặt hối lỗi nếu mà ông ấy trách ấy. Biết đâu vậy ta đi. Con khùng. Con nhỏ này. Chết rồi, chết rồi. Hà ơi. Vấn đề cuối cùng là về nhân viên tình nguyện đi Hải Phòng. Đáng lý là tôi đã cho mọi người đăng ký tình nguyện, nhưng mà bên hội đồng quản trị yêu cầu người có trình độ tốt và có chuyên môn cao tham gia trong chuyến đi lần này. Cho nên tôi đề cử luôn bác sĩ Phương sẽ là tổ trưởng tổ tình nguyện, đồng thời cũng là gương mặt đại diện cho bệnh viện của chúng ta. Không biết ý kiến của bác sĩ Phương như thế nào. Đã xem danh sách đội tình nguyện bác sĩ đến đảo này chưa? Rồi. Hình như là có cả tình yêu của đồng chí đó. Ừ. Thế cô ấy có biết đồng chí có ở trên đảo không? Chắc là không. Như vậy xem trường cũng còn duyên đó. Trời ơi, sao tôi lại lọt tới chỗ này vậy trời? Mọi người bình tĩnh đi. Bên quân đội đang cử người ra rước chúng ta đó. Trước khi người ta ra rước thì ở đây thành heo quay hết trơn à. Nắng nóng quá. Anh bớt rối đi. Than hoài à. Bên kia người ta cực gấp 10 lần mình, người ta còn không than. Than hoài à. Ủa? Mà đâu ai kêu anh ra đây làm chi chịu khổ đâu. Ra đây làm chi vậy? Thì tại anh thấy em đăng ký thì anh mới đăng ký theo. Không lẽ để em đi một mình lỡ có chuyện gì rồi sao? Alo. Alo. Giám đốc Liêm đây. Ai vậy? Alo. Trời ơi, bộ của Bình Chỉ hay sao, nói chuyện nhỏ xíu vậy? Gì? Giám đốc Liêm. Giám đốc nào? Giám đốc Liêm. Giám đốc. Nghe không? Giám đốc Liêm. Dạ. Em nghe giám đốc ơi. Dạ, tại bên đây sóng yếu quá, em nghe không rõ. Chứ, dạ. Máy cho tôi gặp Hoài Phương, dạ. Gọi điện nãy giờ không được. Nè, giám đốc muốn gặp á, điện thoại để đâu mà gọi hoài mà không bắt máy vậy?